10 thói quen ăn uống cực nguy hiểm, phá hủy từ nội tạng đến dung nhan, bỏ ngay kẻo hối không kịp. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Việt. Quý vị thân mến, lục phủ ngũ tạng của con người bao gồm tim, gan, lá lách, phổi và thận. Đây là những bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể con người, quyết định đến toàn bộ sức khỏe và tính mạng. Chính vì vậy, nếu muốn phòng tránh bệnh tật và sở hữu một tuổi thọ được kéo dài, thì việc quan trọng nhất bạn cần phải làm đó chính là nâng cao chức năng hoạt động của chúng bằng chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, theo nhịp sống hối hả như hiện nay, chúng ta đã nảy sinh nhiều thói quen ăn uống không tốt, lâu ngày phá hủy nội tạng nặng nề mà chúng ta không hề biết. Đáng ngại hơn cả, những thói quen xấu này mà chúng ta vô tư thực hiện mỗi ngày, khiến sức khỏe ngày một giảm sút. Chắc hẳn bạn đang rất tò mò muốn biết đó là những thói quen xấu nào phải không ạ? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. 10 thói quen ăn uống cực nguy hiểm, phá hủy từ nội tạng đến dung nhan, bỏ ngay kẻo hối hận không kịp. Nghiên cứu này được thực hiện bởi hai chuyên gia về thực phẩm là nghiên cứu sinh Hàn Lê Quân, Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông Trung Quốc, và giáo sư tiến sĩ Lưu Thiếu Phỉ, phó giám đốc giám sát Trung tâm Nghiên cứu Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Đông Trung Quốc, tiến sĩ khoa học thực phẩm từ Đại học bang Pennsylvania và nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học bang Kansas, Hoa Kỳ. Hai chuyên gia dinh dưỡng đã liệt kê 10 thói quen ăn uống gây hại cho sức khỏe mạnh mẽ nhất, làm tổn hại cơ thể nhiều nhất. Hãy xem bạn có đang mắc lỗi nào không? 1. Ăn quá nóng. Niêm mạc dạ dày của con người chủ yếu tiết dịch tiêu hóa và thúc đẩy quá trình tiêu hóa thức ăn, và chúng thường chỉ có thể chịu được nhiệt độ thức ăn từ 50 đến 60 độ C. Một khi nhiệt độ thức ăn cao hơn mức này, nó sẽ làm bỏng niêm mạc dạ dày. Nếu ăn thức ăn nóng quá nhiều trong thời gian dài, sẽ làm cho niêm mạc đường tiêu hóa bị tổn thương. Lâu ngày, không được phục hồi hoàn toàn, sẽ bị hỏng do nóng bỏng, lặp đi lặp lại nhiều lần, sẽ khiến niêm mạc bị tổn thương trầm trọng. Trải qua quá trình thay đổi về chất, chức năng hệ tiêu hóa suy giảm liên tục sẽ có nguy cơ mắc ung thư cao. Các cuộc điều tra y tế liên quan cho thấy, nhiều bệnh nhân ung thư hệ tiêu hóa, đặc biệt là ung thư thực quản và ung thư dạ dày, có một đặc điểm chung là thích ăn đồ nóng so với những người có bữa ăn bình thường. Những người thích ăn đồ nóng có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao gấp 4,22 lần. 2. Không ăn sáng. Những người không ăn sáng trong thời gian dài, sức khỏe và chức năng hoạt động của mật sẽ bị thay đổi theo chiều hướng tiêu cực. Cholesterol cô đặc trong mật sẽ tích tụ trong túi mật, tạo thành sỏi mật, từ đó có thể dễ bị nhồi máu cơ tim. Do dạ dày trống rỗng vào buổi sáng nên sẽ hình thành nhiều thromboprotein trong cơ thể, có thể dẫn đến huyết khối, gây nhồi máu cơ tim, cũng có thể gây rối loạn chuyển hóa và béo phì. 3. Ăn quá muộn so với giờ thông thường. Thường xuyên ăn uống không đúng giờ là vấn đề chung của nhiều người hiện đại. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thói quen ăn uống không đều đặn và tuân thủ khung giờ cố định có thể làm tăng nguy cơ béo phì, ung thư dạ dày, ung thư ruột, xoay đường tiết niệu và bệnh tim mạch vành. Trong thực tế lâm sàng cho thấy, khi được hỏi về những thói quen của bệnh nhân ung thư, nhiều người thường ăn vào buổi trưa muộn hoặc ăn vặt giữa đêm. Quan niệm y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng ăn uống đúng giờ có lợi cho hoạt động bình thường của lá lách và dạ dày, đảm bảo bổ sung và điều phối khí vào huyết của cơ thể, tránh sự mất cân bằng của ngũ tạng và ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh ung thư. 4. Ăn quá nhanh. Chúng ta liên tục được cảnh báo rằng nếu ăn với tốc độ quá nhanh sẽ dễ dẫn đến béo phì. Các nghiên cứu về dinh dưỡng cho thấy rằng ăn quá nhanh khiến hệ thần kinh trung ương của não bộ khó kiểm soát thức ăn và thường phát ra tín hiệu ngừng ăn sau khi ăn quá no. Bằng cách này, một lượng lớn năng lượng tích trữ trong cơ thể sẽ được chuyển hóa thành chất béo dẫn đến béo phì. Vì vậy, trong bữa ăn hàng ngày, bạn cố gắng nên nhai chậm, đó là cách ăn có lợi cho quá trình tiêu hóa thức ăn và thúc đẩy bài tiết nhờ lượng nước bọt ban đầu. Từ đó giảm gánh nặng cho dạ dày, nếu không cũng có thể gây viêm dạ dày, loét dạ dày. 5. Ăn quá no. Ăn quá nhiều hay quá no rất dễ làm đau dạ dày. Tất nhiên, chúng ta đều biết rằng dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể đều đến từ chế độ ăn uống. Nhưng ăn quá nhiều thường gây hại cho đường tiêu hóa. Để điều chỉnh để chế độ ăn, bạn cần chú ý ăn với lượng vừa phải, vừa sức, nhất là bữa tối. Không nên ăn quá no, không ăn quá nhiều, không ăn thực phẩm quá béo. Nếu ăn thực phẩm quá nhiều dầu mỡ và kết hợp với rượu mạnh sẽ gây ra béo phì, thừa cân,
đồng thời dễ sinh ra bệnh đau dạ dày. Nếu uống rượu bia, ăn quá no, đồng thời cũng sẽ gây giãn dạ dày, áp lực cơ hoành tăng cao, tăng gánh nặng cho tim, đồng thời có thể gây nhồi máu cơ tim, viêm túi mật, viêm tụy, loét dạ dày, viêm dạ dày ruột cấp và các bệnh khác. Dù bạn có rơi vào cảm giác giống như đói khát, cũng không nên ăn quá no hoặc uống quá chén. Nếu không, sẽ dễ gây tăng huyết áp và bệnh tim mạch vành. 6. Ăn uống trong tâm trạng không vui vẻ. Ăn uống trong môi trường khó chịu, tâm trạng buồn bực, cáu gắt, không vui vẻ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng của tỳ vị dạ dày, từ đó khiến cho tỳ vị bị mất cân bằng, gan khí, khó chịu. Lâu dần sẽ dẫn đến khí trệ, huyết ứ mà sinh ra bệnh. Do đó, cải thiện tâm trạng trong bữa ăn là điều vô cùng quan trọng. Điều này không phải ai cũng đã chú ý thực hiện tốt. 7. Không thích ăn trái cây và rau xanh. Chế độ ăn uống tốt nhất của khoa học đều nhấn mạnh sự cân bằng trái cây và rau quả là một phần quan trọng trong chế độ ăn uống hàng ngày của chúng ta. Trên cơ sở đảm bảo dinh dưỡng, ăn nhiều rau quả tươi một cách hợp lý là lời khuyên hữu ích trong mọi chế độ ăn. Nếu bạn chỉ thích thịt cá tôm cua mà không thích rau và trái cây, bạn sẽ làm tăng nguy cơ bệnh tật. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cà rốt, cà chua, hành tây, tỏi, củ cải, cam quýt có tác dụng chống ung thư nhất định, đặc biệt là đối với các khối u ở miệng, thực quản, dạ dày, ruột kết và phổi. 8. Không thích uống nước. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy nhiều người chỉ uống nước khi khát. Khi công việc bận rộn hoặc bất tiện, họ thường không uống nước trong thời gian dài. Nhờ những khuyên cáo, việc uống không đủ nước sẽ khiến nước tiểu giảm và cô đặc, hàm lượng muối tăng cao, dễ tạo kết tủa. Nếu kết hợp với việc đi tiểu nhiều, thậm chí còn có thể dẫn đến tình thành, sỏi thận và sỏi đường tiết niệu. Vì vậy, bạn nên hình thành thói quen uống nước đầy đủ và đúng lúc, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng hoặc ra nhiều mồ hôi, thì bạn nên bổ sung một lượng nước nhỏ, kịp thời để duy trì lượng nước tiểu đầy đủ, có thể giảm thiểu tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận. 9. Ăn quá ngọt. Những người thích ăn đồ ngọt dễ mắc các bệnh tim mạch, béo phì và tiểu đường. Đó là do lượng đường dư thừa sẽ tự chuyển hóa thành chất béo, ảnh hưởng đến cảm giác thèm ăn bình thường, cản trở quá trình hấp thụ vitamin và các chất dinh dưỡng khác. Từ đó tích tụ mỡ và khiến cho cơ thể béo lên theo thời gian. Ăn quá nhiều đồ ngọt cũng có thể dẫn đến sỏi mật vì lượng đường quá nhiều sẽ kích thích tiết insulin, gây rối loạn chuyển hóa cholesterol và axit mật trong dịch mật, dễ xuất hiện sỏi mật. 10. Ăn quá mặn. Một số người có khẩu vị nặng và chế độ ăn của họ quá mặn, điều này dễ dẫn đến việc tiêu thụ quá nhiều muối. Muối và canxi có tác dụng tương hỗ, làm tăng hàm lượng lên trong cơ thể, từ đó dễ gây ra sỏi tiết niệu. Đồng thời, người ăn quá mặn dễ bị cao huyết áp, có hại cho tim mạch gan thận. Quý vị thân mến, ăn uống vô tội vạ sẽ khiến sức khỏe đi xuống nhanh chóng. Vì thế, hãy tránh mắc sai lầm từ 10 cách ăn trên. Vậy ăn như thế nào mới đúng, vừa tốt cho sức khỏe, vừa có thể sống thọ? Nhắc đến điều này thì không thể không học hỏi cách ăn uống của người Nhật. Đây là quốc gia có những thói quen ăn uống tốt, đáng để chúng ta học hỏi. Hãy cùng tìm hiểu xem đó là những thói quen nào nhé. 1. Chú ý nhai chậm. Người Nhật từ nhỏ đã biết rằng nhai chậm có thể giúp kéo dài cuộc sống. Cách ăn uống của người Nhật là ăn chậm, nhai rất kỹ và ăn có sở giấc. Đây có thể coi là nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của người Nhật. Họ cho rằng việc ăn chậm và nhai kỹ sẽ giúp no lâu, đồng thời tránh ăn quá no. Điều này được cho rằng có thể giúp bạn giảm các nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường type 2, đồng thời tránh hại dạ dày. Thời gian nhai càng lâu, các dây thần kinh của hệ thống tiêu hóa khi đến não càng nhiều, cảm giác no sẽ đến nhanh, tự nhiên sẽ ăn ít đi, gánh nặng của đường tiêu hóa cũng sẽ giảm. Những nguyên tắc cơ bản khi bày đồ ăn ở nhà của người Nhật bao gồm: không bao giờ để đầy đĩa, không bao giờ ăn một lượng lớn mỗi món ăn, mỗi món được bày ở một đĩa riêng, thiếu còn hơn thừa. Mỗi món được trang trí một cách tự nhiên, thức ăn nên được trang trí nhẹ nhàng, tươi ngon là trên hết. 2. Chế độ ăn uống chủ yếu thực phẩm thanh đạm, ít thực phẩm chiên. Người Nhật thích ăn thanh đạm, sử dụng dầu tương đối ít, họ cũng chú ý nhiều hơn đến hương vị gốc của thực phẩm và cho rằng đó cũng chính là sự tôn trọng đối với các loại thực phẩm. Người Nhật thường ăn sống các loại thực phẩm như rau diếp, cà rốt, dưa chuột. Các loại thực phẩm khác chủ yếu nấu bằng phương pháp hấp, luộc,
sau đó trộn một ít dầu ô liu để đảm bảo lượng dinh dưỡng cho thực phẩm không bị phá hủy bởi nhiệt độ cao, làm giảm chất béo đi vào cơ thể, rất tốt cho sức khỏe. 3. Ăn ít thịt, ăn nhiều các loại cá. Trong lịch sử của Nhật Bản, một thời gian rất dài người dân bị cấm ăn các loại thịt, các sản phẩm thịt, chỉ có thể được coi là một loại thuốc. Trong thời gian này, các loại cá trở thành thực phẩm thay thế cho thịt, được một gia đình sử dụng. Vì vậy, ngay sau khi loại bỏ lệnh cấm, người Nhật vẫn không quen ăn thịt. Theo khảo sát, một người Nhật có thể tiêu thụ hơn 50kg cá mỗi năm. 4. Chỉ ăn no đến 8 phần. Người Nhật Bản rất ít khi ăn quá no. Theo quan niệm của họ, nếu ăn quá no sẽ gây tổn hại đến cơ thể, làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn và ảnh hưởng đến sự hoạt động bình thường của các cơ quan khác trong cơ thể. Do đó, mỗi bữa ăn họ chỉ ăn no đến 8 phần, tức là cơ thể đã có cảm giác no. Nếu muốn, vẫn có thể ăn tiếp được. Việc này giúp họ tránh được tình trạng béo phì, giảm tỷ lệ mắc các bệnh như tiểu đường, mỡ máu, bệnh về gan. 5. Thực phẩm mỗi ngày rất phong phú. Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã xây dựng hướng dẫn về chế độ ăn uống lành mạnh. Vào năm 1985, kêu gọi mọi người mỗi ngày cố gắng ăn khoảng 30 loại thực phẩm, kể cả các loại gia vị. Họ cho rằng chế độ ăn uống không như vậy mới cân bằng các chất dinh dưỡng. Vì vậy, ngay cả khi họ ăn ít nhưng lại ăn đa dạng các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. 6. Hạn chế tiêu thụ món tráng miệng là đồ ngọt. Điều này không có nghĩa là người Nhật không chuộng các món ăn hấp dẫn như chocolate, bánh ngọt, bánh quy, kem. Tuy nhiên, họ thưởng thức chúng vào dịp khác chứ không để tráng miệng. Trên thực tế, những thức ăn ngọt khi càng ăn nhiều càng kích thích sự thèm ăn và sự tăng cân là hệ quả tất yếu. 7. Ăn nhiều trái cây, rau và ngũ cốc. Nhìn chung, trong cả ba bữa ăn của người Nhật đều có tương đối nhiều hàm lượng carbohydrate. Những carbohydrate này chủ yếu đến từ các loại ngũ cốc, rau và trái cây. Chất xơ không dễ dàng được cơ thể tiêu hóa, do đó nó được hấp thụ chậm và sẽ không nhanh chóng chuyển thành chất béo. 8. Sử dụng các loại thực phẩm theo mùa. Người Nhật thường lựa chọn thực phẩm theo mùa. Họ cho rằng chỉ bằng cách này mới có thể tận dụng được hết hương vị tự nhiên và nguyên bản nhất của thực phẩm. 9. Thức ăn được chế biến kỹ nhưng vẫn giữ được độ tươi ngon. Các cách chế biến thức ăn được sử dụng phổ biến nhất ở Nhật Bản gồm hấp, nướng trên chảo, xào, khoai tây chiên xào nhỏ lửa hoặc nhanh chóng trong một cái chảo. Các đầu bếp Nhật Bản sử dụng những loại dầu tốt cho tim và tăng hương vị của món ăn. Và mặc dù các bữa ăn được chế biến không nhiều, nhưng cũng khiến người ăn cảm thấy ngon miệng và không quá no. Quý vị thân mến, có thể thấy chế độ dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ của mỗi con người. Nếu muốn có cơ quan nội tạng luôn sạch sẽ và hoạt động trơn tru, thì cách tốt nhất đó chính là lựa chọn những loại thực phẩm mà ngũ tạng thích. Hy vọng với những chia sẻ trong video ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.